Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với tin tức 24 giờ TV điểm qua những tin tức nóng hổi nhất đáng chú ý có trong ngày. Quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, kính mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Cả vụ đại úy cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh thông mở đường cho ô tô chở sản phụ sắp sinh. Bắt 3 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự chặn cướp xe người đi đường ở Bình Dương. Chùm cho vay nặng lãi Trúc Nhị Thái Bình bị khởi tố thêm tội danh. Phát hiện 8 đối tượng quảng cáo láo sản phẩm để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của khách du lịch. Nhân viên công ty giao hàng ở Hà Nội trộm iPhone 12 Pro của khách. Đề nghị truy tố nhóm khủng bố quán phở Hoa Baxter ở thành phố Hồ Chí Minh để đòi nợ. Phát hiện tượng nữ thần tự do phiên bản lỗi ở Sapa chưa được cấp phép. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin cảm phục đại úy cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh thông mở đường cho ô tô chở sản phụ sắp sinh. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 vừa thông tin về vụ cảnh sát giao thông mở đường cho ô tô chở sản phụ sắp sinh khiến cư dân mạng xúc động. Trước đó, 17 giờ 20 ngày 20 tháng 4, đại úy Nguyễn Hữu Thắng, cán bộ đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời điểm giao thông diễn ra phức tạp, di chuyển khó khăn, một tài xế ô tô bất ngờ đến trình bày vợ của anh sắp sinh đang ngồi trong ô tô và nhờ đại úy Thắng hỗ trợ dẫn đường đến bệnh viện. Sau kiểm tra xác định trong xe có một phụ nữ đang chuyển dạ sắp sinh, đại úy Thắng đã dùng xe đặc chủng mở đường cho ô tô chở sản phụ đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Vụ việc trên được người nhà của sản phụ ngồi trong ô tô ghi hình và đăng tải video lên mạng xã hội. Nhanh chóng đoạn clip thu hút sự chú ý của cư dân mạng, hàng nghìn người đã dành lời khen cho đại úy Thắng về hành động này. Tin tiếp theo, bắt 3 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự chặn cướp xe người đi đường ở Bình Dương. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Quốc Đủ, sinh năm 2002, quê Bạc Liêu, Cao Hồng Đệ, sinh năm 2001, quê Kiên Giang và Lê Trí Khanh, sinh năm 2004, quê Cà Mau, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản với thủ đoạn giả danh cảnh sát hình sự. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do cần tiền tiêu xài, Khanh, Đủ và Đệ đã bàn bạc rồi rủ nhau đi cướp. Đêm 13 tháng 4, khi thấy anh NND đang điều khiển xe máy, nhóm đối tượng lấy gậy ba khúc bằng kim loại chỉ vào người anh và tự xưng là công an hình sự rồi yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Do quá hoảng sợ nên anh Đê lấy các giấy tờ tùy thân để trên yên xe, sau đó nhóm đối tượng chiếm đoạt của anh Đoàn một xe mô tô hiệu Suzuki Satria và một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5 rồi lên xe tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên vào cuộc điều tra bắt giữ được nhóm nghi can. Qua điều tra, cơ quan công an bắt thêm 3 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm, gồm Trần Hoàng Anh, sinh năm 1992, Lê Thị Thu Hồng, sinh năm 1985, cùng quê Cần Thơ, và Nguyễn Thị Ngọc Nhã, sinh năm 1998, quê Tiền Giang. Các đối tượng trong vụ án này đều có mối quan hệ quen biết với bạn bè ngoài xã hội và không có việc làm, không có nơi cư trú ổn định. Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo khi phát hiện các đối tượng nghi vấn tự xưng là công an nhằm cướp tài sản, cần nhanh chóng báo ngay cho công an xã phường nơi gần nhất hoặc công an thị xã Tân Uyên qua số điện thoại 02743 656 254 để kịp thời điều tra xử lý. Chuyển sang tin tiếp theo, chùm cho vay nặng lãi Trúc Nhị Thái Bình bị khởi tố thêm tội danh. Thưa quý vị, trao đổi với phóng viên chiều 21 tháng 4, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố Lê Mai Anh, tức là Trúc Nhị, 59 tuổi, ở phường Bồ Xuyên, Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản. Quyết định được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Công an xác định Lê Mai Anh bị khởi tố do liên quan tới việc đòi nợ thuê cho một cá nhân ở Thái Bình. Trước đó, 19 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình đã đưa Lê Mai Anh cùng hai con nuôi là Đỗ Văn Hùng, 30 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Hoàng Long Bách, 26 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ra xét xử về tội hủy hoại tài sản. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên Lê Mai Anh 12 tháng tù giam, Hùng và Bách mỗi bị cáo phạt 8 tháng tù.
Theo cáo trạng, đêm ngày 6 tháng 11 năm 2020, Lê Mai Anh chỉ đạo Hùng và Bách đi khủng bố tinh thần một gia đình đang nợ tiền. Sau đó, hai thanh niên đã hắt sơn đen chất bẩn vào cửa căn nhà ở đường Lê Quý Đôn, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình. Nhận trình báo, lực lượng chức năng đã làm rõ người gây ra vụ việc. Tối ngày 7 tháng 11 năm 2020, cảnh sát khám xét chỗ ở của Trúc Nhị. Tới ngày 13 tháng 11, ông Trùm cùng hai con nuôi bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản. Tin tiếp theo, phát hiện 8 đối tượng quảng cáo láo sản phẩm để chiếm đoạt hàng trăm triệu của khách du lịch. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an thị xã Duy Tiên đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, buổi chiều ngày 17 tháng 4, Công an thị xã Duy Tiên tiếp nhận tin báo của một số người dân trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là những người nhận được giấy mời tham gia tour du lịch Đền Lảnh Giang, Chùa Tam Trúc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Minh Hiếu, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Buổi trưa cùng ngày, sau khi đoàn ăn cơm tại nhà hàng Vũ Gia có địa chỉ tại tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, xuất hiện một nhóm đối tượng đứng ra tổ chức giao lưu văn nghệ, quảng cáo giới thiệu sản phẩm trà, mật ong, sâm nhung, tỏi đen, cao đông trùng hạ thảo. Bằng thủ đoạn gian dối, nhóm đối tượng đã quảng cáo giới thiệu sản phẩm, chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu của nhiều khách du lịch rồi bỏ trốn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Duy Tiên tập trung lực lượng tiến hành xác minh, đồng thời xác lập chuyên án để truy xét đấu tranh. Sau gần một ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cơ quan công an chức năng phát hiện, bắt giữ toàn bộ 8 đối tượng trên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những đối tượng này gồm có Đặng Đình Nam sinh năm 1990, trú tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phạm Đình Cường sinh năm 1990 và Phan Thị Hợp sinh năm 1988 cùng ở xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thế Anh sinh năm 1992 ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Ngọc Minh Khánh sinh năm 2002 ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Trung Hiếu sinh năm 1987 ở xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Lê Huy Đạt sinh năm 2001 và Lê Huy Tuấn Anh sinh năm 1997 ở cùng xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ tang vật gồm 2 xe ô tô, 10 điện thoại di động, 90 triệu đồng, một số mặt hàng là các sản phẩm các đối tượng dùng để quảng cáo, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tin tiếp theo, nhân viên công ty giao hàng ở Hà Nội trộm iPhone 12 Pro của khách. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, Công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Trung Kiên, 20 tuổi, quê huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo Công an, tháng 10 năm 2020, Kiên là nhân viên một công ty giao hàng tại phường Láng Hạ, Đống Đa. Sáng ngày 8 tháng 4, trong ca làm việc, thanh niên 20 tuổi đã giạch một kiện hàng của khách để lấy chiếc iPhone 12 Pro Max. Sau đó Kiên đem chiếc iPhone đi cầm cố được 12 triệu đem tiêu xài. Ngày 12 tháng 4, Công an phường Láng Hạ bắt giữ Kiên. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tin tiếp theo đề nghị truy tố nhóm khủng bố quán phở hóa Pasteur ở thành phố Hồ Chí Minh để đòi nợ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố các bị can trong vụ tạt sơn mắm tôm vào quán phở hóa Pasteur để đòi nợ. Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Phạm Phong Phú sinh năm 1972, Khương Đình Đồng sinh năm 1991, Lê Văn Công sinh năm 1992, Nguyễn Xuân Tùng sinh năm 1991, Phạm Thành Đô sinh năm 1978, Nguyễn Đình Đức sinh năm 1985 về tội cưỡng đoạt tài sản. Liên quan vụ việc, Trần Anh Tuấn, con rể ông chủ quán phở Hòa cũng bị đề nghị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ yêu cầu làm rõ một số vấn đề, đồng thời tòa nghi ngờ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Quá trình điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Đình Đức bị bắt theo lệnh truy nã. Trước đó, Đức bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định đối tượng tên là Nguyễn Xuân Nam, sinh năm 1989 tại Thanh Hóa, có liên quan tới vụ án, nên quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nam. Tuy nhiên, Nam không có mặt tại địa phương, không rõ nơi cư trú nên cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định truy nã. Ngày 13 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định tạm đình chỉ điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức xác minh truy bắt và xử lý sau.
Đáng chú ý, bị can nam từng bị Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Nam mới chấp hành xong hình phạt tù được 3 tháng thì phạm tội trong vụ án này. Kết luận điều tra xác định, gia đình ông Phạm Tùng L là chủ quán phở Hòa trên đường Pasteur, quận 3, TP HCM, còn Trần Anh Tuấn là con rể ông L. Trước đây, do kinh doanh thua lỗ, Tuấn thế chấp tài sản để vay tiền của nhiều người, trong đó có vay của Phạm Phong Phú và Khương Đình Đồng. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019, Tuấn vay của Phú 6 lần, tổng cộng 3,5 tỷ, với lãi suất 12-15% một tháng, còn Đồng từng bảo lãnh cho Tuấn vay 200 triệu đồng. Sau nhiều lần nhóm cho vay đến quán phở Hòa đòi nợ, Tuấn đã trả nợ. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Tuấn tiếp tục nhờ Đồng bảo lãnh vay 200 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận 4% một ngày của một người không rõ lai lịch. Tuấn trả lãi 10 ngày thì tắt điện thoại, bỏ nhà đi nên Đồng đã trả lãi thay cho Tuấn. Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Đồng cùng Công đến quán phở Hòa gặp anh vợ của Tuấn, nói Tuấn nợ 200 triệu và yêu cầu gia đình vợ Tuấn phải trả thay, nhưng gia đình này không đồng ý. Lúc này Phú từ quán phở Hòa đi ra và cho biết Tuấn cũng đang nợ Phú 5 tỷ đồng và đã bỏ trốn. Đồng nói sẽ cho đàn em tạt sơn pha mắm tôm vào quán phở Hòa gây áp lực buộc Tuấn phải ra mặt, trả nợ hoặc buộc gia đình vợ Tuấn phải trả nợ thay. Phú đồng ý với kế hoạch này. Sau đó Đồng nhờ Nam thuê Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Thành Đô tạt sơn quán phở Hòa. Đồng tiếp tục nhờ Lê Văn Công mua sơn, mắm tôm, bịch ni lông, dây thun rồi về trộn lại với nhau. Sau khi chuẩn bị công cụ phạm tội, Đồng thuê đàn em đến quán phở Hòa rồi thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể lần 1 là vào 1 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2019, Đô chở Tùng ngồi sau cầm 4 bịch ni lông đựng mắm tôm, pha sơn ném vào quán phở Hòa. Lần 2 là vào khoảng 3 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2019, Đô chở Tùng ngồi sau ném 2 bịch mắm tôm pha sơn vào quán phở Hòa. Lần 3, Đồng bàn với Phú dẫn đàn em đến quán phở Hòa, chia nhau mỗi người một bàn ngồi từ sáng đến chiều. 18 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2019, Đồng, Công, Tùng, Đô, Nam cùng đàn em đến quán đòi nợ. Tổng cộng Đồng cùng 19 người chia nhau ngồi các bàn trong quán. Nếu có khách đến ăn thì xua đuổi đi bàn khác, gây áp lực cho việc kinh doanh để gia đình vợ Tuấn trả nợ thay Tuấn. Trong đó một người trong nhóm bỏ một con rán vào tô phở và la lớn, sau đó công an phường đến giải quyết thì cả bọn đi về. Từ đó Đồng, Phú thống nhất tạt sơn mắm tôm vào ban ngày, lúc quán đông khách trời mưa để tránh bị công an truy đuổi. Tuy nhiên Đồng và Phú chưa kịp thực hiện thì sáng 31 tháng 7 một nhóm khác thực hiện trước. Ngày 4 tháng 8 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đã bắt giữ những người kể trên. Riêng với Trần Anh Tuấn, ba ô tô Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7 mà Tuấn thế chấp cho Phú là xe không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp đã thế chấp cho ngân hàng. Tuấn đã làm giả giấy tờ các xe này rồi nhờ Phú Đồng đứng ra bảo lãnh thế chấp xe cùng giấy tờ vay tiền từ người khác. Bị can Tuấn không tham gia trong việc tạt sơn mắm tôm vào quán phở Hòa. Tin tiếp theo, phát hiện tượng nữ thần tự do phiên bản lỗi ở Sapa chưa được cấp phép. Trao đổi với báo chí sáng 21 tháng 4, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 20 tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã Sapa đã kiểm tra điểm check-in có tượng nữ thần tự do của công ty trách nhiệm hữu hạn An Sapa tại tổ 4, phường Phan Xipang, thành phố Sapa. Theo ông Vương Trinh Quốc, đối tượng mô phỏng nữ thần check-in ở An Sapa không được đẹp lắm, nhưng hiện nay theo quy định của luật du lịch và luật xây dựng thì không có quy định nào về tiêu chí xây dựng các điểm check-in. Nhưng thực tế, UBND thị xã Sapa yêu cầu quản lý các điểm check-in theo quy định của luật đất đai và luật xây dựng, đặc biệt là đối với các công trình có biểu tượng gắn với vĩ nhân lịch sử và liên quan đến bản quyền. Theo báo cáo của đoàn thanh tra, thì điểm check-in này chưa được cấp phép hoạt động. Ngay trong sáng nay, tôi yêu cầu UBND thị xã Sapa họp chỉ đạo xử lý nghiêm. Ông Quốc nói và cho biết Sapa hiện có 20 điểm check-in do người dân xây dựng cho khách du lịch đến tham quan chụp ảnh. Tới đây, chính quyền rà soát các điểm này theo các tiêu chí đảm bảo an toàn, an ninh, giá trị thẩm mỹ và quy hoạch du lịch Sapa. Cũng theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, điểm check-in An Sapa chưa đảm bảo các điều kiện để đón khách du lịch tham quan. Cụ thể, các mô hình mỹ thuật đã xây dựng tại điểm check-in An Sapa không đảm bảo thủ tục theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở An Sapa dừng hoạt động đón khách tham quan. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời.
Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều thành công.